Chào các bạn nhé, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một bộ năng lượng mặt trời dùng miễn phí mà không dùng điện lưới một tí nào nhé. Hôm nay trời nắng rất là to này. Đấy. Với trời như hôm nay thì dùng điện thoải mái, không mất một tí điện lưới nào luôn. Mình sẽ lên quay tấm pin cho các bạn xem nhé. Đây là tấm pin này. Đấy, các bạn nhìn rõ tấm pin chưa? Tấm pin này là tấm pin Molo nhá. 340W. Đấy. 2 mét vuông nhá. Mình sẽ quay vào cái chỗ đấu dây nhá. Đây. Dây này. Đấy, dây này. Đấy, thì có một sợi dây lên thôi. Đấy, tấm pin thì chỉ cần để này thôi. Tấm pin này nặng tầm độ 30 cân nhá. Bằng kính cường lực. Chịu được cả mưa đá nhá. Đây, dây đi xuống này. Bây giờ mình sẽ vào trong bộ sạc. Đây là bộ sạc nhé. Đấy, đây là bộ sạc đấy. Đấy, hiện giờ là đang 25V này, ra 220 này, và điện mặt trời đang là 157W nhá. Đấy, 157W sử dụng là chưa được một tí nhá. Đây. Còn đâu đây là đường ra cái đồng hồ báo dung lượng của pin nhá. Đây số ắc quy này. Mình đang dùng 4 cái ắc quy xe đạp điện nhá. 20A một bình. Vị trí là 80A. Đấy. Được 150W. Bây giờ mình sẽ xuống dưới quay cho các bạn xem mình sử dụng được những cái gì nhé. Đây, mình xuống dưới rồi. Mình sử dụng được một cái bóng này. Một cái bóng 20W này. Một cái quạt cây này 50W này. Một máy xách tay này 50W. Một máy xách tay nữa 50W này. Vị trí là 170W. Đấy, mình không dùng điện lưới một tí nào nhá. Hoàn toàn miễn phí. Nhưng với thời tiết nắng như này thì dùng thoải mái. Đấy. Quạt đây. Sử dụng luôn được cả quạt trần nhá. Mình sẽ bật quạt trần này.
chào nè. Video mình đến đây kết thúc nhỉ. Video lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ hòa lưới thì dùng được cả điều hòa nha. Xin chào các bạn nhé.